và thăm bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, trung tâm thành phố Thái Nguyên. Bên hoa dừa rất đẹp nhé. Bảo tàng là nơi trang nghiêm rồi, thì mình cắt cây cối và cắt tỉa rất là trang trọng. Cây xì rất đẹp, cây đại, xì và đại. Có hoa mùi rất là thơm. Hương bay xung quanh này thơm mức lúc này. Bác Hồ Việt Nam, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sớm có thời cạn núi có thể mòn, song chân đi đó không bao giờ thay đổi. Hồ Chí Minh. ASEAN. Con trâu và tắt nước, nơi dành cho các thế hệ 7X, 8X, rất là rõ về cái gầu sòng này để tắt nước phải có hai người. Hai người con trâu đi trước, cái cày đi sau và tắt nước để cấy cày, cấy lúa và trồng các cây hoa màu. Đây có liềm, thuổng, búa, rìu, cuốc, xẻng. Đây là múa rối nước. Đây là cối xay gạo. Các đình chùa Ngải Sơn, Ngải Lăng, Trần Lăng, Đông Triều, đền chùa phải đi xem đến tận nơi xem thì có cảm giác là thích thú. Dép của ngày xưa đấy, một là trống, hai là mõ, mõ nhà cụ, ba là chuông ngày xưa, bốn là thùng, thùng đựng cơm đựng gạo này. Năm là ba la, nhạc cụ truyền thống của Hoàng Long. Sáu là áo chèo ma. Bảy là vệ chèo ma. Nó lộn xộn ấy. Tám là bịch đội. Sáu là áo chéo ma. Bảy là gậy chéo ma. Tám là lịch, lịch đòi. Các bạn thấy đây trưng bày các dụng cụ văn hóa làng Việt Nam ngày xưa. Đây có trống, đàn
sưu tập các nhạc cụ của các dân tộc, nhóm ngôn ngữ Việt Mường, dân tộc Mường. Dưới người chân vịt, dưới vịt, dưới ếch, lân, dưới rùa, dưới rồng, dưới trâu. Đây, các loại con dối này, múa dối đấy. Dối ông lạ, dối ông táo, dối bà táo, dối ông lão, dối bà lão, dối bà thao, dối chú tễu, dối chú tiên, dối người múa trống, dối người đánh cá. Đây là áo dài của phụ nữ dân tộc Kinh thời kỳ 1945-1960. Đây là mô hình làng Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tượng thần thổ địa, Tam Thế Phật, tượng Đức Ông. Trống, các loại trống chiêng, nhạc cụ được sử dụng trong các dịp tiết lễ hội của gia đình ông Phan Văn Quế, dân tộc Thổ, Tiên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, năm 1970 trở lại đây, các gia đình trong xứ Nghệ. Đảo núi La, Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Đảo núi La, đảo đá Nam, đảo Tốc Tân Á, đảo đá Đông A, các hòn đảo, đảo đá Tây A, đảo Trường Sa Đông, đảo Tiên Nữ, đảo Trường Sa, đặt sản tích. Đây là các anh đánh cá này, giỏ hom này, thế hệ 7x 8x là ít hay dùng cái này, đồ này ở làng quê, không chỉ vùng dân tộc mà ở dân tộc thì dân tộc ít người mà cả dân tộc Kinh cũng hay rất hay dùng. Thấy các đảo không? Bia ký hiệu các tên đảo của Việt Nam, Biển Đông. Cứ đường lên đây, cái chỗ này là dã gạo, nhà sàn. Trang phục núi dân tộc Mường. Dệt lụa dệt vải. Đây, cái này lên này như nhà sàn luôn. Rượu cần, kéo, đây mình có thể hút cần, rượu cần kéo hao, sừng long rượu,
mâm cơm, bàn cây, giỏ ép, đồ dùng đựng cơm, cơm bàn cây dùng đựng thức ăn trong bữa cơm hàng ngày của gia đình Quách Thị Dẻo, dân tộc Mường, Kim Tiến, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, năm 1979. Đồ uống phổ biến trong dịp lễ Tết hàng mang của ông Bùi Văn Ơ, dân tộc Mường, Sông Sung, Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Tập cái đồ, cái này thì chỉ trong bếp, đồ dùng của người dân tộc ít người, cảnh đầu cơm bếp, cái bếp lửa, hai bà cháu dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình, hai bà cháu ở bên bếp lửa trước cái đun củi. Này như nhà sàn. Sự phát triển các nghề thủ công của người Việt đã có mức đi qua bàn thờ. Nên tiếp theo chào chúng ta xem tiếp đường này. Trời mưa rồi. Đây là đất đồ sản phẩm lăn lát của các nghệ nhân Lào. Đây là trang phục truyền thống của phụ nữ Lào. Đây là vàng thô của cư dân Malaysia. Bên Malaysia. Bây giờ đi tiếp sang phía bên này để xem tiếp. Đây là khuôn viên của bảo tàng. Cảnh rất là chỉnh chu, đây là cái cảnh, cái này là cái si. Cái này là các công việc, cái này lễ Tết. Mình rộng đấy. Đây là bảng từ vị các dân tộc người nhóm con của Tài Thái là Hải Nam. Còn đồ con bố các dân tộc nhóm con ngữ Tài Thái, Ngọc Tài dân tộc Bố Uy, dân tộc Thái, dân tộc Lào, dân tộc Lự, dân tộc Nùng, dân tộc Giấy, dân tộc Chay. Tài dân tộc Thái là nhiều, phân bố rất là rộng. Tộc Nùng, tộc Lự. Tộc Lào.
Đây là bộ sưu tập các nhạc cụ và văn học nghệ thuật dân gian. Dân gian ngày xưa. Đây là bộ tranh tam thanh của dân tộc Nùng. Tranh tứ đại ngày xưa của dân tộc Nùng. Đây là sưu tập đạo cụ của dân tộc Sán Chay, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây là sưu tập đạo cụ thầy cúng. Đây cũng toàn là của thầy Tào, dân tộc Tày Nùng. Thầy cúng thầy Tào. Sưu tập làm theo gen của các dân tộc Tày Nùng. Đây là dối đi cày, cho đi trước thì cày ra cày và bừa dối xe thóc, dối dã gạo. Đây, dây chuyền này, sưu tập trang sức dân tộc Tày, xã Yên Hoa, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Đây là tuốt lúa đây, một bên là đập, một bên là... đây là đập không có máy đâu. Liềm, cái là thuổng, xiểm, công cụ dùng để đào đất của lò tơ phô dân tộc Lào, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, sử dụng năm 1997. Nhíp mác thép. Đấy, đây là nhíp cày đừa gõ cái đánh gió này, cặp nước. Rèn dân tộc Thái chúng ta là nghìn chúng ta nghìn. Này, lên nhà sàn này, lên là dùng bậc thang của cối xay gió. Lên cái sàn. Dệt lụa, dệt vải.
cái điệu để chở mang vác đồ sản phẩm sưu tập dệt của các dân tộc Tây Nùng. Chẳng lưu lại công việc ngày của những người dân tộc ít người. Còn mà cái này có hợp không? Nuốt ngay đây là mô phỏng con lợn rừng, con hươu hổ và đại bàng. Quá có chim. Chim hót. Okay, xem tiếp. Đây là dụng cụ để đi làm các người dân tộc ít người. Cái này trưng bày rất là nhiều vật. Đây là các là Sipang mâu sơ đun nước. Sơ đun nước để mà các chảy giã thuốc. Đây là chợ. Văn hóa chợ vùng cao. Đây là cây kẹp, cánh sống, cánh pháo, các loại súng tự chế. Tổ hợp là hàng bản nhà cửa, nhóm ngôn ngữ, bông dao, ca dai, tạng miến, búa, rìu, dao, nhà sàn. Quan, dù, xi, tấm gỗ, mô hình của nhà ở dân tộc Mông, xã Lao Chải, huyện Sapa. Lào Cai. Tập uống rượu uống bát. Đấy, hát.
khu bếp, góc bếp nấu ăn hàng ngày của dân tộc Mông, xã Sapa, Sapa Lào Cai. Đây là quanh khu bếp này. Cùi giã gạo. Việt Trung xay ngô. Việt Trung xay ngô. Tống Mông. Nghề rèn của các dân tộc vùng núi cao phía Bắc. Đây là các đồ rèn. Cái mỏ của các dân tộc vùng núi cao phía Bắc. Ông dương tự trang của cô dâu dân tộc Phù Lá, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Bên đây. Đây có cái đường xuống. Đạo cụ dùng trong lễ cấp sắc của thầy cúng dân tộc Dao, nhóm con trẻ tỉnh Tuyên Quang. Lễ cấp sắc ba đèn của dân tộc Dao, con trẻ tỉnh Tuyên Quang. Cấp sắc. Dấu hiệu kim cữ khi sinh con của các dân tộc vùng cao. Tấm phèn đan mắt cáo dấu hiệu kiêng kỵ người lạ vào nhà khoảng thời gian. Gia đình có người mới sinh con của dân tộc Mông, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nón úp trên cọc tre trước cửa nhà dấu hiệu kiêng kỵ người lạ vào nhà khoảng thời gian. Gia đình có người mới sinh con của La Hủ được đan năm 1997, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cái dấu hiệu. Và mũ trẻ em dân tộc La Chí được làm 1990, xã Nan Xỉn, huyện Xính Mần, tỉnh Hà Giang. Bột bá lắc sấy điệu trẻ em dân tộc La Ha được làm năm 1989, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Chủ yếu các dân tộc ít người vùng núi phía Bắc.
nghề dệt vải lanh của người Hơ Mông, cắt in hoa văn bản sắp ong của người Dao Tiền. Với cảnh dân tộc biết to nào. Cây kinh giới, cây kinh giới này, hai cây tô mộc, quả cây quế, ba quả cây quế, quả cây quế, bồn điện của thiên ma, điện lưu tất, của thiên ma. Dễ đằng sâm, dễ ngưu tất, năm thứ hai 15 là củ tam thất này, còn thật núi. Sao biết cái một dân tộc ít người. Xem tiếp. Đây là sảnh chính. Con báo và con gấu đây, thống kê dân số của địa bàn cư trú tộc nhóm ngôn ngữ Mông Khmer Cần Thơ, địa bàn cư trú dân số Khmer có 1 triệu người, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Ba Na, dân tộc Ba Na ở Sơn La, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cơ Ho, ở tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Sơn Đăng, Lâm Đồng, Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Hơ Lê, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thiêng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Trị, Lâm Đồng, Đồng Nai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Nam, Đà Nẵng, Kon Tum, Kon Tum, Yên Bái, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An. Lấy trang phục của nữ Thiêng, tộc Co, tộc Cơ Tu. Đồ vòng trang sức và một đeo tay. Y phục trong lễ hội của phụ nữ dân tộc Chơ Ro. Phục nam dân tộc Mạ, Mạ Chơ Ro. Tộc Ru.
Đúng là về dân tộc học thì bảo tàng thì tài liệu rất là phong phú, chống cũng được của chúng cái. Bởi vì do người dân sẽ kỷ niệm vào bảo tàng rất là nhiều. Với nhà sàn điểm quốc sản sản xuất nông nghiệp cũng đồ trà gạt chiếc Ngọc Ký, Quy Me, Ngọc Ký. Giỏ, bát, mõ, cụ và đũa cái, mắt cúng, xin lương, cúng, ống, câu cá, chúng này gõ mình là làng nghe thấy việc người thủ công nét và vận chuyển chống chiêng chiều văn hóa chung của người Khmer, chùa Khmer, chùa người Khmer. Dàn cầm dùng trong dàn nhạc ngũ âm của dân tộc Khmer, ngũ âm. Sách này. Sinh, đây là sách của người dân tộc, sách cổ, ví dụ chùa Tung Túc, xã An Ninh, huyện Vị Tú, tỉnh Sóc Trăng, do đạo đức, đại đức Lâm Mỹ Hòa và Thắng Thừa giao cho bảo tàng năm 1944. Đây là cuốn sách cổ viết kinh của các chùa người Khmer, với một nội dung tường cổ xưa của người Khmer. Khmer là bên Campuchia, nói về tiểu sử các kiếp Phật. Hai, tiểu sử một kiếp Phật Phật Sát Cha lúc trên lá buông Trà Cú tỉnh Trà Vinh năm 1957 năm. Đĩa cúng trăng ẩm thực là khuôn viên bảo tàng. Trời cũng đã ngớt mưa.
lại có rất là nhiều chương phòng trưng bày xem vẫn chưa hết. Nay đã hơn 40 phút rồi cũng chưa xem hết các sản phẩm dệt Thái Lan này. Thái Lan, Myanmar này, một cái nghệ nhân Myanmar. Trang phục của nữ giới Thái Lan này, trang phục truyền thống của nữ Thái Lan. Bên Thái là cứ chắp tay này, rất là tôn kính. Đi xem tiếp, có hai cánh chạm phải và cánh trái xem bây giờ sang cánh phải đi từ cổng vào. Đây là canh tác nông nghiệp dân tộc nhóm ngôn ngữ Hán Hoa. Đây là liềm nạo cỏ, cuốc cào cỏ, mô hình nhà dài truyền thống của dân tộc HD, tỉnh Đắk Lắk. Mô hình nhà truyền thống của dân tộc Gia Lai, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Chăm, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Nhà dài của người đi đây. Đây, cái cổng này ở Hội An đây. Thiếu nữ dân tộc Chăm. Sưu tập nuôi của dân tộc Chăm, tập hút thuốc của dân tộc Chăm, phòng văn hóa dân tộc Chăm. Cho đi trước cái cây đi sau. Này có đường lên. Thương lễ vật cơi là trứng, số lễ vật buộc trong đám cưới của dân tộc, hai quả trứng vịt sơ bằng chỉ đỏ và hai đồng tiền sơ của lỗ vuông thao đồng. Ngái sấn diều sơn la hai dân tộc thống ngữ đây có đường xuống, bên kia là cái đền.
khuôn viên của bảo tàng. Cây đại, một số hoa cũng có mùi hương tỏa ra khá thơm. Đây là khu làm lễ chùa. Wow, cái cọc này giống kiểu Thái hay Lào. Tháp cốt, đây là tháp cốt phục chế thu nhỏ 50% tháp cốt chùa Diệp Thạch xây dựng năm 1995 dương lịch, tức năm 2538 Phật lịch, tại thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tháp cốt để nơi để cho cốt của gia đình dòng họ người Khmer trong các ngôi chùa. Họ cho rằng khi người chết được tỏa táng, linh hồn người chết trú ngụ ở mảng xương trên đỉnh đầu. Do vậy, sau khi hỏa táng xong, tháp của mảng xương đó được cho vào một cái lọ nhỏ và đưa vào tháp cốt. Với niềm tin tổ tiên của họ đã được nương nhờ của Phật, còn bé quỷ quấy phá làm hại, niềm tin đó đã trở thành tập tục qua câu nói của người Khmer: sống vào chùa gửi thân, chết vào chùa gửi cốt. Campuchia trước có một cái hiệp chủng của Khmer đỏ Pol Pot của Campuchia, khuôn viên bảo tàng ra rồi, hết rồi. 459